Anh Cao ơi, em quay nhá. Quay nhá, quay nhá. Cảm ơn fan hâm mộ nhá. Nhớ hâm mộ em suốt đời đấy nhá. Yêu lắm. Ừ. Hoa nào đây? Ừ. Em biết thừa là chồng em tặng, cho nên là không cần phải hỏi đâu. Không nhá, anh không biết hoa nào đâu nhá. Không cần phải ngại, hâm mộ vợ là tốt mà, cứ tiếp tục phát huy nhá. Anh nghiêm túc đấy, nếu mà em nhận được hoa thì là của người khác gửi, không phải của anh. Đến bây giờ là chị cũng chưa quyết định là chị sẽ làm cái gì, nhưng mà nói chung là đang rất là hưng phấn. Với lại có thêm 2 tỷ để làm vốn, cho nên là rất là tự tin để start up. 2 tỷ dưới quê á? Ừ. 2 tỷ đó phải chia đều cho cả nhà chứ có phải một mình chị đâu mà chị lấy chị làm vốn. Thật đấy, nếu mà chia cho 4 gia đình ấy thì nhà em cũng chỉ được 500 triệu thôi phải không? Đúng. Thì nếu mà em có lo công việc gì thì cũng chỉ ở trong khoảng đấy thôi. Mà theo chị ấy, em nên để lại 100-200 cho vào tiết kiệm cho thằng Long. Không nên để tất cả vào một giỏ là không an toàn. Em thấy chị nói đúng. Đúng rồi. Tốt nhất là em sẽ cất hết cho thằng Long, còn lại cả mỗi nhà sẽ hùn cho em một ít để lấy vốn làm ăn nhỉ. Trời. Thì đó, rõ ràng bây giờ nói về bố mẹ mình thì cũng già rồi, nói chung là cũng không làm gì mà phải cần tiền hết, cho nên là có khi bố mẹ còn cho nhà em nhiều hơn. Không được đâu, tiền đấy là để cho bố mẹ dưỡng già đấy. Bố mẹ sau này là ở cùng với anh chị mà. Mà nếu mà như thế thì có khi là chỉ cần chia ra làm 3 thôi. Tại vì là bố mẹ sau này chắc chắn là sẽ ở cùng với gia đình anh Công, coi như tính là một suất. Về khoản tiền mà bố nói, em không có ý tham lam, nhưng mà vì em muốn chuẩn bị tốt cho kế hoạch của chúng mình nên em muốn được công bằng, chia đều cho tất cả thì ai cũng thoải mái anh ạ. Ừ. Nhà Thành Hà bình thường cứ vui vui như thế, nhưng mà cứ động đến quyền lợi thì nhà cô chú ấy cứ hay muốn hơn. Em đừng suy nghĩ như vậy. Thật thế mà, anh thì cứ hay thương các em, nhường nhịn. Nhưng mà lần này em không muốn như thế đâu.